MC vượt lên chính mình đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khen Quyền Linh bao giờ cho đủ, vốn dĩ anh đã được công chúng khắp nơi quý mến, nhờ vào sự chân chất và hành động lần này làm mọi người ngưỡng mộ hơn. Được biết MC Quyền Linh đăng ký hiến tạng từ năm 2014, nhưng mãi cho đến nay truyền thông và khán giả mới hay về thông tin này. Từ trước đến nay, cụm từ hiến tạng đã không còn quá xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, để thực hiện được hành động ấy là cả một quá trình mà không phải ai cũng có thể vượt qua rào cản, lời bàn tán từ người xung quanh để làm nó. Gần đây nhất, Việt Trinh gây bất ngờ khi đến bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục hiến tạng. Động lực để cô quyết định thực hiện chính là nhờ vào những bài giảng dạy từ Phật. Và sau người đẹp Tây Đô, MC Quyền Linh cũng gây chú ý vì hành động tương tự. Anh tâm sự tại trang Tuổi Trẻ: "Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tạng. Trong nhiều lần tham gia chương trình nhân đạo bệnh viện Chợ Rẫy, tôi rất xúc động khi nghe bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, kể về chuyện hiến ghép tạng. Đó là lúc tôi nhận thấy nhiều mảnh đời còn rất trẻ là trụ cột của gia đình ra đi rất nhanh. Vì không được ghép tạng thay thế, giá như được ghép tạng có lẽ họ không phải ra đi oan uổng như vậy." Khi thông tin này chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn, nữ diễn viên Hạnh Thúy đã bày tỏ cảm xúc về người anh của mình, cô tâm sự: "Anh Quyền Linh là người kỳ lạ bởi những điều anh làm nhiều người không hiểu được. Kiểu như là người rất nhiều tiền nhưng đi dép tổ ong với anh là đặc sản, luôn hiền hòa với đồng nghiệp hay nâng đỡ những đứa em khi có điều kiện mà ít nghĩ suy gì. Hay than cả năm chả bao giờ có cơ hội mua quần áo vì tính anh không mặc xe xua, mà các đơn vị may mặc gửi tặng anh một năm cả trăm bộ quần áo, lại phải kiếm người tặng kẻo phí. Một ông nông dân chân chất, rất chân chất, lại là gương mặt đại diện nhãn hàng nhiều bậc nhất Việt Nam, từ thượng lưu đến bình dân. Nhớ mấy năm đi hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao ở các tỉnh miền Tây, thấy hình ảnh anh tràn ngập các bảng quảng cáo của các nhãn hàng, đến nỗi mình nói đùa, chợ này là chợ anh Linh, anh đi tới đâu bà con súm nhau vuốt tay ngắm nghía, dòm mặt đến no thì thôi. Các vị lãnh đạo thì gặp anh cứ thân thuộc như người nhà, Linh đâu em, Linh đây nè, Linh ngồi đây, và ai cũng vui khi được trò chuyện với anh, không hề có chút ngôi sao nào. Nhưng ánh sáng thực ra lung linh hơn bất cứ ngôi sao nào, không chân dài, không song phấn, không hào nhoáng, cũng chả thèm cạnh tranh đấu đá hay lăng xê chiêu trò. Quyền Linh cứ làm người ta mãi chẳng thể nào hiểu được, nhưng hiểu hết chỉ với một câu lý giải gọn bâng: Quyền Linh mà. Mỗi hành động của MC Quyền Linh đều làm công chúng khắp nơi trầm trồ ngưỡng mộ hơn, bởi lẽ không phải người làm nghệ thuật nào cũng giữ nguyên vẹn được sự bình dân chân chất và luôn mang đến những hành động đẹp cho cuộc sống. Sang Mỹ sống cùng vợ con, Hoàng Anh chỉ biết đi ra đi vào, thấy bức rứt ngứa ngáy như nghiện. Cuộc sống đời thường của diễn viên Hoàng Anh bên Mỹ khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Thời gian qua, diễn viên Hoàng Anh khiến công chúng tiếc nuối khi công bố giải nghệ, quyết định cùng vợ Việt Kiều và con sang Mỹ định cư. Cuộc sống bên Mỹ của diễn viên gạo nếp gạo tẻ khiến dân mạng hoàn toàn bất ngờ. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Hoàng Anh đang có cuộc sống hết sức bình dị, an nhiên. Gia đình nam diễn viên Hoàng Anh đặt chân sang Đức Mỹ được 2 tuần, nhưng Hoàng Anh vẫn không vội tìm việc mà dành thời gian bên vợ và chăm con gái. Sau khi đi làm về, chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh này cũng làm lòng mình thêm ấm lại. Yêu ba ba và Nu, vợ Hoàng Anh chia sẻ. Mới đây trên trang cá nhân, Hoàng Anh chia sẻ dòng cảm xúc: "Người cứ bước rất bần thần đi ra đi vào, ngáp lên ngáp xuống, ngứa ngáy mình mẩy, gãi gãi khắp người y như con nghiện. Thiếu thứ gì đó ăn sâu trong người, khó có thể vứt bỏ. Nhớ máy quay phim, lâu không thấy nó không thấy mình." Nói về quyết định từ bỏ nghệ thuật để sang Mỹ, Hoàng Anh cho biết: "Anh tốn 2 tháng để cân nhắc. Từ khi kết hôn với bà xã, tôi đã quyết định phải định cư nước ngoài vì không thể bỏ vợ con một thân một mình bên đó. Hồi Tết vừa qua, khi vợ tôi bế con về ăn Tết, cũng đã khuyên tôi nên sang cùng cô ấy và con. Nhưng tôi khá phân vân vì còn mê nghề quá. Tôi nói để tôi suy nghĩ. Hỏi tôi có buồn không khi xa Việt Nam, xa đam mê của mình? Tôi bảo đảm là buồn. Tuy nhiên tôi lại không tiếc ở thời điểm 5 năm trước, khi phim truyền hình vẫn đang thịnh hành, đang đắt show mà tôi bỏ nghề ra đi, tôi mới là người có lỗi. Còn hiện tại phim truyền hình không như xưa, diễn viên không mấy đứt sống. Tôi chỉ biết đóng phim, nhưng đồng lương diễn viên sống không nổi, tôi tiếc cho nền phim ảnh nước nhà. Tôi đi khi vẫn còn nhiều người nhớ đến, khoảng vài năm tôi lại về. Nếu có phim họp tôi nhận, khán giả lại nhớ ra tôi chính là Hoàng Anh từng đóng phim này phim kia, thấy cũng là vui." Những dòng cảm xúc của Hoàng Anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi nuối tiếc cho sự nghiệp của nam diễn viên. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả để lại bình luận động viên Hoàng Anh: "Mọi người vẫn chờ em."
Trấn Thành đăng ảnh hội tháng mấy, cộng đồng mạng lại ngã ngửa vì vòng hai bất thường của Harry. Trấn Thành đăng ảnh tình tứ bên vợ ở Paris, cư dân mạng soi ra điểm đặc biệt. Vào cuối tháng 4, Trấn Thành Harry Won có chuyến lưu diễn sang thành phố Hoa Lệ Paris. Tại đây, vợ chồng Sinri chụp nhiều bức hình ghi dấu lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Trên trang cá nhân, cả Trấn Thành và Harry Won đều đăng tải nhiều hình ảnh đẹp về chuyến đi Pháp lần này. Hình ảnh tình tứ của vợ chồng Trấn Thành ở Pháp. Mới đây nhất, Trấn Thành đăng tải một bức ảnh chụp cùng bà xã một cốc Paris. Đáng chú ý hơn cả là vòng hai của Harry Won hơi nhô ra một cách bất thường. Nam MC còn ghi thêm một dòng trạng thái gây tò mò, bây giờ tháng mấy rồi hỡi em. Động thái này khiến cư dân mạng đoán già đoán non rằng Harry Won đang mang bầu. Bức hình Trấn Thành đăng gây hoài nghi rằng Harry Won đang mang bầu. Dòng trạng thái của Trấn Thành khiến nhiều người hiểu nhầm. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng rất nhiều người hâm mộ vào hùa với nhau chúc mừng tin vui của vợ chồng Sinri. Cặp đôi đã kết hôn được gần 3 năm nên người hâm mộ rất mong ngóng tin vui từ thần tượng. Trước đó cặp đôi từng rộ lên tin đồn mang thai nhiều lần song đều khiến khán giả mừng hụt. Ngay dưới bài đăng của nam MC, hàng loạt người hâm mộ chúc mừng rối rít. Má ơi dễ thương vậy trời, giờ vợ chồng lúc nào cũng ngọt ngào lãng mạn hạnh phúc, đáng yêu cưng muốn xỉu à. Chúc vợ chồng anh mãi mãi sớm có baby. 3 tháng 2 tuần 5 ngày 6 tiếng 23 phút 45 giây rồi nha. Còn 6 tháng 1 tuần 4 ngày 18 tiếng 37 phút 17 giây nữa là sinh rồi. Con trai hot boy nhà nghệ sĩ nhân Hồng Vân đổ vào trường điện ảnh danh giá của Mỹ. Khôi Nguyên, con trai nghệ sĩ nhân Hồng Vân đã đạt được thành tích cao khi đổ vào trường điện ảnh top 5 Hoa Kỳ, khiến cô vỡ òa hạnh phúc. Sau thời gian du học, Khôi Nguyên đem về niềm tự hào cho mẹ khi đổ vào trường điện ảnh top 5 Hoa Kỳ, khiến nghệ sĩ nhân Hồng Vân vỡ òa hạnh phúc. Con trai của nghệ sĩ nhân Hồng Vân Khôi Nguyên là con trai riêng của cô với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái xí ngầu. Không chỉ sở hữu năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, Khôi Nguyên còn lộ rõ khả năng hát diễn hài chuyên nghiệp. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Jeffy thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vỡ òa thông báo tin có người nối nghiệp khi con trai đổ vào trường điện ảnh, một trong năm ngôi trường danh giá của nước Mỹ. Vỡ òa với niềm vui với thằng con trai của ba mẹ hi hi, vậy là ba con đã có hậu duệ rồi, không bỏ công nhận góp nhặt tích lũy con hả. Chúc mừng cha con mấy người nha nha, ganh tị với ông Tuấn Anh quá nè, nữ danh hài ganh tị với chồng. Được biết, thành tích xuất sắc của con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng đã được đăng tải trên page của trung tâm nơi Khôi Nguyên là đạo diễn trẻ ở đây. Trung tâm chúc mừng đến với đạo diễn trẻ của trung tâm Đậu Thanh Khôi Nguyên. Tỷ lệ nhận vào trường là 10% trên tổng số sinh viên ngành điện ảnh của toàn nước Mỹ vừa được nhận vào trường điện ảnh top 5 của Hoa Kỳ. Vẫn tiến và luôn thành công nhé. Lời chúc mừng trên page của trung tâm Đậu Thanh. Chapman University là một trong hai trường đại học lớn nhất của California và là trường tư về điện ảnh lớn nhất bang California. Trường học được công nhận là một trong 10 trường điện ảnh hàng đầu thế giới. Con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân sinh năm 1997, cao 1m80, sở hữu ngoại hình điển trai. Cách đây không lâu, Khôi Nguyên từng về nước cùng mẹ tham gia một cuộc thi hát dành cho gia đình nghệ sĩ và đoạt giải quán quân. Khán giả hy vọng trong tương lai, con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân sẽ có những sản phẩm chất lượng để phục vụ khán giả. Góc nhìn khác về cố nghệ sĩ Lê Bình trong mắt danh hài Chí Tài, anh ấy dạy tôi đừng sợ vợ. Chí Tài bần thần chia sẻ về những kỷ niệm với bậc đàn anh trong đêm cuối phúng viếng. Anh gọi cố nghệ sĩ là đại ca, dù trong mắt nhiều người Lê Bình là người hiền lành. Chí Tài đến viếng nghệ sĩ Lê Bình vào đêm cuối 3 tháng 5 trước khi nam diễn viên gạo cội về với cát bụi. Nghệ sĩ Chí Tài đến viếng anh Tư Tại của Đức Phương Nam vào đêm cuối trước khi nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt về với đất mẹ. Danh hài chia sẻ riêng lý do có mặt trong đêm viếng cuối cùng. Sáng hôm nghệ sĩ Lê Bình qua đời, tôi còn trên máy bay từ Mỹ về Việt Nam, phải đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mới nhận được hôn tin. Công việc gấp rút phải giải quyết trong 2 ngày vừa qua nên tối nay là công việc bận đến mấy, tôi cũng tranh thủ sang viếng anh Lê Bình. Chia sẻ về những ký ức đáng nhớ với đàn anh, danh hài Chí Tài cho biết mình và Lê Bình từng có cơ hội hợp tác trong cả phim truyền hình lẫn sân khấu kịch. Giữa Chí Tài và cố nghệ sĩ có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Với mọi người, nghệ sĩ Lê Bình là người hiền lành chân chất, nhưng tôi xem anh ấy là đại ca của mình.
Cả tôi và anh ấy đều mang tiếng sợ vợ. Anh ấy dạy tôi là đừng bao giờ sợ vợ, thế mà đâm ra anh ấy còn sợ hơn cả tôi. Nhớ về những ngày làm việc chung với đàn anh Lê Bình, Danh Hài đến bây giờ vẫn còn băn khoăn. Mỗi khi đóng cảnh buồn hay tâm trạng là anh Lê Bình không thể tập trung được nếu có mặt tôi. Tôi có hỏi nguyên nhân thì anh ấy bảo nhìn mặt mày hài quá. Chí Tài chia sẻ kỷ niệm với cố nghệ sĩ. Năm Danh Hài cũng không quên nguồn năng lượng tích cực mỗi khi làm việc hay tiếp xúc với nghệ sĩ Lê Bình. Ngay cả lúc nằm trên giường bệnh, khi hay tin anh ấy lâm bệnh, tôi và một số nghệ sĩ đến thăm. Anh ấy vẫn luôn cười vui vẻ, đầy lạc quan. Tôi rất khâm phục nghị lực vươn lên của anh ấy. Lúc đó tôi và nhiều người hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến. Chí Tài không nghĩ rằng bậc đàn anh lại ra đi quá nhanh chóng chỉ sau một năm có thông tin về căn bệnh. Nói những lời cuối để tiễn đưa năm nghệ sĩ gạo cội về đất mẹ, Danh Hài viết trong sổ tang: vô cùng thương nhớ người nghệ sĩ đàn anh thật kính mến và đã cống hiến tài năng của mình vào vườn hoa nghệ thuật.